Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, chiều ngày 25 tháng 3, các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã đến tặng hoa chúc mừng huyện đoàn Vũ Quang. Thay mặt thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, gửi lời chúc mừng đến cán bộ đoàn viên trong toàn huyện nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn, đồng thời ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện thời gian qua những thành tiệu kết quả chung về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của huyện có sự đóng góp quan trọng của lực lượng đoàn viên thanh niên đồng chí bí thư huyện ủy mong muốn tuổi trẻ huyện Vũ Quang tiếp tục phát huy tinh thần sung kích, trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, thường xuyên học tập rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ và các phong trào đoàn, nhất là lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình tập hợp đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng, chúc phong trào đoàn huyện nhà phát triển vững mạnh, tạo được nguồn cán bộ cung cấp cho đảng. Thay mặt ban tiếp hành huyện đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Anh, bí thư huyện đoàn Vũ Quang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện, đoàn thanh niên huyện nhà nguyện tiếp tục là lực lượng xung kích trong các phong trào xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.